còn đây là một góc của công viên Olympic Gym với 1000 máy tập. Được bố trí dọc theo bãi biển cát trắng được chủ đầu tư Vingroup mang từ Nha Trang về. Nhắc đến công viên 36 hectare, chúng ta không thể nào bỏ qua vườn cây ánh sáng được lấy ý tưởng từ Garden by the Bay Singapore. Là một trong những tuyến đường sầm uất nhất dự án, DIA nối liền từ công viên 36 hectare qua khu nhà phố Manhattan, trường học Vinschool, bệnh viện Vinmed, khu nhà phố Manhattan Lorry và bến du thuyền Manhattan Lorry. Phần đất chống hai bên chính là bệnh viện Vinmec và trường học Vinschool. Còn đây là tiện ích của phân khu Manhattan đã được hình thành: hồ bơi, sân tập thể thao, công viên trẻ em. Còn đây là phân khu nhà phố Manhattan Lorry, lợi thế là ba mặt giáp sông Tắc, sở hữu hai hồ xen súng, ba cụm thể thao tiện ích. Còn đây là tuyến đường Nguyễn Xiển Long Phước, hiện tại đã được kết nối với phân khu Rainbow. Đây cũng là tuyến trong tương lai kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây qua cầu Long Đại. Và đây là những căn shop mặt tiền đường Nguyễn Xiển Long Phước với phong cách điện Trung Hải, được xây dựng một trệt 4 tầng và một tung áp mái. Hồ Sen Súng, khu biệt thự Cẩm Bao Manhattan Lorry hiện tại cũng đã sẵn sàng bàn giao đến quý khách hàng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào xem khu biệt thự Sen Súng. Biệt thự Sen Súng mà lại cảm giác thư thái như gia chủ, với mặt tiền đường trước nhà rộng đến 7m. Phía sau nhà sẽ giáp hồ Sen Súng, mang lại cảm giác hòa mình với thiên nhiên. Ở đây hoa sen và hoa súng thay nhau nở, mang lại cảm giác tươi mát cho căn nhà của mình. Trục V3 tại Manhattan Lorry sở hữu tầm view sông Tắc và view công viên rộng đến 50m, hiện tại tiến độ cũng đang cho làm bờ kè bên sông. Trong hình chính là phối cảnh của một cầu ngắm Sen Súng. Chúng ta sẽ có hai cầu ngắm Sen Súng tại đây. Được ví như những viên kim cương, 23 căn biệt thự độc bản Manhattan Lorry sẽ được đặc quyền sử dụng bến du thuyền Manhattan Lorry tại đây. Tiến độ hiện tại thì đa phần các căn đã hoàn thiện xong phần thô, một số căn đã hoàn thiện mặt ngoài. Còn đây là vị trí và phối cảnh của bến du thuyền Manhattan Lorry trong tương lai. Ở góc quay này chúng ta có thể thấy Vinhome Rampart sở hữu vị trí ba mặt giáp sông cực kỳ đắc địa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến phân khu cao tầng The Origami, mang phong cách Nhật Bản với bộ đôi vườn Nhật và chuỗi công viên resort. Tiến độ hiện tại thì đa phần các tòa đã hoàn thiện mặt ngoài và tiến hành làm nội thất bên trong. Riêng tiểu khu S10 đã chuẩn bị cất nóc. Phân khu The Origami sẽ bàn giao căn hộ đến quý khách hàng vào cuối năm 2021, đầu năm 2022. Còn đây là cổng chào phân khu The Origami đang được lắp đặt mô phỏng theo bộ môn gấp giấy đến từ Nhật Bản. Đặc biệt, phân khu The Origami hiện tại đang cho giữ chỗ xốp khối đế với giá dự kiến từ 150 triệu đồng một mét vuông, diện tích từ 26 cho đến 126 mét vuông, tương đương từ 5 đến 17 tỷ đồng một căn. Xốp khối đế sẽ cho ra mắt vào tháng 7 và bàn giao vào cuối năm nay, chung thời điểm bàn giao với căn hộ The Origami. Sở hữu một vị trí không thể nào tuyệt vời hơn, Beverly nằm cạnh trung tâm thương mại Vincom Megamall lớn nhất khu vực phía Nam. Trực diện công viên 36 hectare và phân khu này cũng sẽ hội tụ hai phân khúc cao cấp nhất của căn hộ Vinhome, đó là Ruby và Diamond. Hiện tại phân khu Beverly đang nhận giữ chỗ với 50 triệu một suất, dự kiến ra mắt vào tháng 8 năm 2021 với một mức giá vô cùng hấp dẫn.